寻思无期，命运百般如戏。梦境里谁人影，斜阳落空守回忆，相思何处忘记。斩不断爱情厮杀，如果失去他何必独霸天下。Bệ hạ đã điều hán quân chủ lực cho Lưu Diễn tấn công Quyển Thành. Nay trong doanh trại không còn tới 2 vạn nhân mã, còn phải bảo vệ đám gia quyến của tướng sĩ. Ngươi muốn họ tự tìm đường chết một cách vô ích sao? Không phải là âm kích không biết có nguy hiểm, nhưng nếu như mất Công Dương, chủ lực ở Quyển Thành sẽ không giữ được, quân lực phía bên bệ hạ cũng không duy trì được lâu. Do đó toàn bộ hán quân sẽ bị diệt sạch. To gan! Bệ hạ là chân mệnh thiên tử, ngươi dám rửa người? Ngươi đâu, Hàn Cơ? Âm kích, tin tức của ngươi từ đâu mà có? Tại sao lại không có trinh sát đến bẩm báo? Ta vô tình nghe được thôi. Nghe đồn bậy bạ mà cũng dám đến làm phiền bệ hạ. Âm kích, ta thấy có phải ngươi muốn lừa bệ hạ điều binh để giúp tên Lưu Tú đó không? Bệ hạ, lời này của âm kích cũng đều là thật. Xin bệ hạ nhanh chóng điều binh chi viện. Âm kích, chuyện phái binh rất là quan trọng. Trẫm đợi trinh sát đến bẩm báo, xác định sự thật rồi hãy định đoạt. Nếu bệ hạ không phái binh thì cũng phải có người đi báo tin, thông báo cho họ. Đứng lại! Bệ hạ, người đã quên rồi, người không hề phong quan cho ta, ta cũng không cần phải nghe lệnh của người. Âm kích, đứng lại! Bệ hạ, cô ta muốn chết thì cứ để cho cô ta đi đi, hà tất phải để ý loại ngông cuồng không biết tốt xấu này chứ. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Khá khen cho âm kích Lệ Hoa. Đứng lại đó. Muội đi cũng sẽ chết thôi. Chết thì sao hả? Ít nhất ta cũng không tham sống sợ chết. Lưu Thánh Công, sự quả quyết và dũng khí giết Dương Mãn của Quynh năm xưa đâu rồi? Lệ Hoa, lẽ nào muội vẫn không hiểu sao? Ta chỉ là vô buồn nhìn mà họ lập ra thôi. Cho dù ta có muốn chi viện Lưu Tú, ta cũng không có binh để điều, không chút có khả năng nào cả. Nếu đã không có khả năng thì tại sao nói rằng sẽ giết Dương Mãn? Nếu mẫu thân của ta nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Quynh, bây giờ cảm thấy đáng buồn thôi. Đúng vậy, ta là hoàng đế thảm hại nhất thiên hạ này, nhưng mà thế thì sao hả? Ta không có binh quyền, ngoài trừ Mã Võ chẳng có ai kính trọng ta cả, ngay cả muội. Người mà ta từng coi là muội muội ruột thịt, muội cũng hận ta cướp đi hoàng vị của Lưu Diễn. Điều ta hận là Quynh đã vì vị trí hoàng đế bù nhìn này mà quên đi giao hẹn giữa Quynh và mẫu thân Quynh đi. Kẻ địch của Quynh là Dương Mãn chứ không phải là Lưu Diễn, luôn cống hiến cho Quynh. Nếu Quynh không phái binh, tự ta sẽ đi báo tin. Lệ Hoa, muội đừng có làm việc theo cảm tính như thế, hy sinh tính mạng một cách vô ích. Năm đó Quynh và mẫu thân ta cùng khoác lên mình trung tấm áo, cũng là sứ đồ của nhau, bảy rõ ràng biết lên rừng hành thích là một phần sống chín phần chết, cũng cùng Quynh đi hành thích, đây chẳng phải cũng là hy sinh tính mạng một cách vô ích sao? Chính là vì như thế, ta mới không muốn nhìn thấy muội giống như mẫu thân muội. Ta và mẫu thân của ta là cùng mặc trên người trung tấm áo. Ta và Tam Ca là chiến hữu, là huynh đệ thủ túc. Huynh đệ gặp khó khăn, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Huynh đã từng nói, huynh cũng là con cháu nhà họ Lưu, nhưng mà hôm nay đại ca là vì thiên hạ, bắn cả mạng sống của mình. Người làm huynh đệ như huynh, cho dù là vì bọn họ mà nhuốm máu nơi chiến trường, ta cũng không hối hận. Lệ Hoa, cầm lấy đi. Sống sót trở về đấy nhé.
Các ngươi là quân của tướng quân nào dẫn đến? Lưu Tú tướng quân đâu? Lưu tướng quân đi chiếm đánh Dương Quan rồi. Tam ca, âm kích. Tam ca. Một trăm vạn người, Vương Mãn sao lại có nhiều người như thế? Chỉ tính tướng sĩ tinh nhuệ thôi đã có 42 vạn, cộng thêm người ngựa chi viện hậu phương thêm 10 vạn, tổng cộng là 100 vạn người. Vương Mãn lần này quyết tâm muốn tiêu diệt chúng ta sao? Đúng thế, vừa mới đến ngăn chặn ở Dương Quan, kết quả là đụng phải tân binh vừa được điều động toàn bộ lực lượng. Nhìn thoáng qua đoàn người đang nghịch đó, kéo dài uốn lượn đến trăm dặm không nhìn thấy đầu đâu cả. Ta nói cho mọi người nghe, đáng sợ nhất chính là người tiên phong đi đầu của Tân Mãn đó. Nhìn cao lớn tưởng chừng như là đứng lên chọc đến cả trời, còn gọi là cái gì nữa ấy nhỉ? À đúng rồi, Cự Vô Bá. Đúng rồi, người đó ta cũng nhìn thấy. Hắn ta có phải là một thân cao một trượng, có thể còn thuần phục được mãnh thú nữa phải không? Đúng rồi đó, nói năng hàm hồ. Ở đâu ra người nào mà cao một trượng thế? Nếu như thật sự nhìn thấy, ta đoán chắc là bị dọa bỉnh ra cả quần. Huynh cười cái gì? Ta tận mắt trông thấy. Cái này còn giả được sao? Tên đó dáng người to lớn, dạm dỡ cường tráng thì cũng coi như thôi đi. Ở bên cạnh còn có cả một đội quân hổ báo, như tê giác như dồi. Hắn ta ngồi trên con dồi lớn kéo theo chiếc xe. Mỗi lần vừa thổi càng lệnh, mọi người đoán xem như thế nào. Quần thú tây tụ gầm rú, chấn động đến mất trời đất. Cũng không vì thế mà biến sắc. Sao có thể coi đó là con người được chứ? Quả thật chính là thượng cổ thần tướng mà. Cũng chỉ là một người có hơi cao một chút, có thể thuần phục được thú vật mà thôi. Có gì là đáng sợ đâu chứ? Hơn nữa, cái gì gọi là 42 vạn đại tướng đó cũng chỉ là có một đạo quân ô hợp nhất thời gom góp lại. Đúng rồi, mọi người vẫn chưa nhìn thấy. Vị này là Dương Bá, là quân đệ vừa mới đầu quân vào. Ta là Dương Bá. Có ai đã từng nói hai người các quân nhìn dáng vẻ rất giống hai vị tướng quân môn thần chưa? Không giống gì cả. Âm kích, theo ta qua đây một lát. Nàng nói đi, sao nàng cứ để cho người khác không an tâm như thế chứ? Ở đây nguy hiểm như vậy, nàng đến đây làm gì? Quynh không muốn ta đến sao? Ta không muốn nàng dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Cứ cho là phải chết thì cũng phải chết cùng nhau. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho nàng phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Ta sẽ bảo vệ nàng. Kiếp thuật của Quynh có giỏi hơn ta không? Ta không cần Quynh bảo vệ, ta có thể tự bảo vệ bản thân mình. Đúng 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 rồi. Âm tướng quân của chúng ta tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, khiến cho người khác nghe thấy đã sợ. Cho dù là người khổng lồ bên cạnh có mãnh thú đi nữa, gặp nàng thì cũng phải chạy thục mạng tan tác như là ông vỡ tổ thôi. Ta chỉ sợ nàng thấy mãnh thú thì đã lo chạy loạn xạ khắp nơi rồi. Không thể nào. Nói thật đây, bệ hạ ở bên đó thế nào rồi? Có ai phát hiện ra thân phận của nàng chưa? Phu nhân của ngài ấy, thôi được rồi, vừa mới gặp mà đã nói nhiều như thế rồi, đầu ta quay cuồng cả rồi đây này. Lưu Tú thầm thì cái gì thế nhỉ? Đừng có phá đám. Ta đâu có chứ. Được rồi, nói đàng hoàng đấy. Vậy Quynh nói xem, bây giờ phải làm sao? Vì để tự bảo vệ, có phải là nên nhanh chóng dẫn người rút lui hay không? Bây giờ đi cũng không kịp nữa rồi. Quân địch sắp đến, không được chậm trễ một giây nào. Xin thành quốc công lập tức phái binh bố trí phòng ngự. Người nói đơn giản lắm. Chúng ta chỉ có hơn 8.000 quân, phải đánh tới 42 vạn đại quân, chắc chắn là chỉ có con đường chết. Thành quốc công, thay vì ở đây chờ chết, chi bằng lui quân về Côn Dương, ít nhiều cũng bảo toàn được tính mạng. Tình hình chúng ta bây giờ quân số ít, lương thực không đủ, hơn nữa quân xâm lược lớn mạnh, tình thế nguy cấp. Bây giờ chúng ta phải trấn thủ được Côn Dương mới bảo toàn được một tia hy vọng. Nếu như mất đi Côn Dương, bỏ chạy tứ tán khắp nơi, quân địch đến đánh chiếm từng cái một, lúc đó chúng ta thật sự là không còn cơ hội sống sót nào. Chính vì ta và địch chênh lệch quá nhiều nên mới đưa ra kế sách trốn tránh là mũi nhọn. Nhân lúc Quân Mãn chưa đến, phải mau chóng rút lui rời khỏi. Đúng thế, chúng ta đều có vợ con già trẻ lớn bé, rút lui mới có thể bảo toàn được tính mạng, đợi thời cơ.
không thể rút lui. Đại tư đồ dẫn quân chủ lực của chúng ta tổng tấn công Huyền Thành trước mắt không thể nào chia binh đến tương cứu bây giờ. Nếu như để mất Côn Dương không lâu nữa, tất cả người người của Hán quân chúng ta đều sẽ bị tiêu diệt hết. Các vị, chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ còn con đường duy nhất, có chết cũng phải giữ được Côn Dương, cùng tử chiến với quân Tân Mãn mới là hy vọng cuối cùng. Các vị thử nghĩ xem, nếu như cả tính mạng của bản thân cũng không bảo vệ được, tính mạng vợ con và trẻ lớn bé trong nhà còn có thể giữ nổi không? Lưu Tú, nói về cấp bậc, Thành Quốc Công và bọn ta đều ở trên ngươi. Một tên tướng quân nhỏ bé như ngươi dám ở đây nói năng hàm hồ, dạy dỗ bọn ta, gan của ngươi lớn quá rồi đấy. Người mới to gan đấy, để hạ phong cấp bậc giữa các trọng trách, để mọi người toàn lực phối hợp với quân chủ lực của Hán quân. Đại dịch trước mắt là đi sợ địch mà chạy trốn, câm miệng. Một tên hậu quân nhỏ bé, ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng đâu. Ta phụng mệnh bệ hạ đến báo tin, ai dám làm loạn lập tức chém đầu không tha. Nếu bệ hạ đã biết đại binh áp cảnh thì nên phái binh đến chi viện. Không phái binh chứng tỏ bệ hạ không quan tâm đến chúng ta nữa, để chúng ta tự hành động. Tiểu tử ngươi cầm thanh kiếm hô hào cái gì hả? Bệ hạ sợ chết, chúng ta cũng sợ chết. Đúng thế. Muốn đánh thì ngươi đi đánh đi, chúng ta không đi đâu. Ngươi không cần mạng, chúng ta vẫn còn phải giữ mạng cho vợ con và trẻ lớn bé chứ. Âm kích. Chuyện này ta và Thành Quốc Công sẽ bàn bạc lại. Để lui xuống trước đi. Chuyện liên quan tính mạng hàng nghìn huynh đệ Côn Dương, ta nghĩ thêm đã. Âm huynh đệ, để lui xuống nghỉ ngơi trước đi. Lễ Hoa dừng tay. Mọi người đều là người mình cả mà không được động thủ. Người mình ư? Có người mình nào mà vừa lên đã xuất sắc chiêu không? Gần đây Vương Phượng mấy ngày liền phái người truy sát. Ta tưởng các hạ là ta quang minh lỗi lạc như vậy, giống thủ hạ của hắn ta lắm sao? Cô nương gan dạ dũng cảm, khí vũ phi thường, quả thật là không cùng với bọn Vương Phượng. Vừa rồi đã đắc tội rồi, xin cô nương bỏ qua. Sao ngươi biết ta là con gái? Phùng Dĩ am hiểu nhiều, tuệ nhãn như cự, nhận ra cũng là điều bình thường thôi. Nhưng mà đại ca lâu như vậy còn không nhận ra mà, ta không lộ ra cái điểm yếu gì mà. Giới thiệu cho mọi người, vị này là Phùng Dĩ, Phùng Công Tôn quận diễn của Phụ Thành. Vị này, nói ra hai người nhiều năm trước đã từng gặp nhau rồi. Tiểu thư đồng bên cạnh tiến sĩ Thái học, thẳng khóa giả của bội kiếm năm đó. Đúng rồi, còn cả Vũ Lâm Quân Hiệu Ước nữa. Là Quynh ư? Lệ Hoa là âm lệ qua của âm gia. Đúng thế, Văn Thúc. Lấy vợ phải lấy âm lệ qua, Quynh không phải cô ấy thì không lấy. Cô ấy lại lấy mạng tương báo, hai người đúng là khiến cho người khác ghen tị. Thật không ngờ xa cách bao lâu rồi mà còn có thể gặp lại. Chúng ta cũng coi như là có duyên rồi. Lệ Hoa, ta và muội bói duyên không chỉ có thể. Muội còn nhớ một cô nương tên Đinh Nhu không? Quá ra là Quynh đã cứu Đinh tỷ tỷ. Chẳng trách là ta bảo đại ca tìm khắp cả quận cũng không thấy tung tích của tỷ ấy. Sao rồi, Đinh tỷ tỷ hiện giờ vẫn ổn chứ? Nhờ có sự chăm sóc của âm gia, chúng ta luôn thư từ qua lại. Lần này Vương Tầm đem đại quân xuất chinh, lão tặc đó có thói quen đem theo vũ cơ xuất hành. Hy vọng là cô ấy ở trong đó. Có lẽ là hai chúng ta vẫn còn có cơ hội đi trùng phùng. Tướng quân, tân quân ở dưới thành rồi.
Mẹ ơi, đại quân Tân Mãn đóng quân ở dưới thành, bao vây chúng ta đến mức chật cứng, bây giờ muốn trốn cũng không kịp. Ta thấy là chúng ta chỉ có thể kiên cố bảo vệ, đợi quân tiếp diễn đến. Quân tiếp diễn ở đâu ra chứ? Yến Thành và Định Lăng gần đây nhất, binh lực gộp vào cũng chưa quá 1-2 vạn, cũng ngang ngửa chúng ta. Còn chưa nói họ có dám đến cứu không. Yến Thành, Uyển Thành chẳng phải là có 10 vạn tinh binh sao? Không phải là phái thêm một ít để đến cứu chúng ta trước không được sao? Không được, vừa rồi Văn Thúc đã nói rồi, trừ khi Bá Thăng tướng quân hạ được Uyển Thành, nếu không phúc bối thụ địch, hán quân nguy hiểm, bọn họ nguy hiểm à? Vậy chúng ta không nguy hiểm sao? Người trong thành có thể thế này cũng chỉ có từng ấy lương thực, có thể cầm cự được bao lâu? Ngày đi xem đi, ở ngoài kia khắp nơi đều là binh. Nếu như tấn công đến, liệu chúng ta có còn mạng không? Sợ mất mạng thì đánh trận gì nữa? Chi bằng nhân lúc còn sớm đầu hàng làm cháo cho xong. Ta thà làm cháo để giữ mạng, cũng không muốn như ngài làm đồ ngốc. Trương Mão, ngài nói lại lần nữa xem, ngài chính là đồ ngốc đó, câm miệng hết đi. Chư vị đừng vội hoảng, tuy chúng ta chỉ có 6-7 nghìn người, tình thế khó mà nghênh chiến, nhưng mà thành Công Dương này kiên cố rộng lớn, dễ bảo vệ khó tấn công. Chỉ cần chúng ta đóng cửa không ra, tiện thể đánh một trận lâu dài với địch. Nói thì hay lắm, lương thảo trong thành không đủ, nhiều lắm cũng chỉ cầm cự được có nửa tháng. Cho nên nhiệm vụ quan trọng bây giờ là thừa cơ lúc địch đặt trại chưa ổn định, lập tức phái người phá dòng dây đi tới Yển Thành Định Lăng cầu viện trợ. Đại ca Lưu Diễn ta ở bên đó, ta dự là trong nửa tháng nhất định sẽ đánh hạ Yển Thành. Cùng lúc đó 10 vạn hán quân chủ lực cũng quay về cứu trợ. Quân cứu viện hai đường vừa tới, chúng ta liền tấn công trong ngoài, có thể giải thoát được dòng dây Công Dương rồi. Văn Thúc tướng quân nói có lý, thành quốc công. Nếu chúng ta đã không thoát thân được, chi bằng cứ kiên định bảo vệ chờ cứu viện, hoặc là có cơ hội phản công. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Chỉ là người nào sẽ thoát ra cầu tiếp viện chứ? Sinh tử của Công Dương viện trợ là cách duy nhất. Lưu Tú, nguyện lập tức ra khỏi thành để đi viện trợ. Lần này đi, cửu tử nhất sinh, nguy hiểm khó lường, nên ta không miễn cưỡng các vị. Nguyện ở lại đây để giữ thành trì. Ta nguyện cùng mọi người đồng tâm hiệp lực, sống chết giữ lấy Công Dương. Ngày mai nếu như mọi người có thể sống sót mà gặp lại, ta sẽ cùng với các vị uống rượu chúc mừng. Nguyện cùng Lưu Tú đi tới nơi núi đao biển máu, ta nguyện phó thác cả tính mạng này. Âm kích nguyện đi theo tướng quân. Đùa sao? Lão tử sao có thể để thua một nữ tử được chứ? Ta cùng đi. Nữ tử, ý của ngươi là chúng ta nhắc gạt đi nữ tử sao? Lão tử sẽ để ngươi biết thế nào là nam tử hán. Lưu tướng quân, tính cả ta đi. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Còn ta nữa. Còn ta nữa. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Cả ta nữa. Cả ta nữa. Văn Thúc, ta cũng đi cùng huynh. Lưu Tú xin đa tạ các vị tại đây. Mọi người sống cùng sống, chết cùng chết. Sống cùng sống, chết cùng chết. Lát nữa khi lao ra ngoài, đừng lo cho chúng ta, đừng quay đầu lại, chúng ta đều sẽ đi theo huynh. Lệ Hoa, đời này có nàng ở bên không rời, ta có chết cũng không hối tiếc. Nói cái gì mà chết với chóc chứ? Chúng ta sẽ sống hết. Lưu tướng quân, không biết Công Tôn có thể cùng đi không? Phùng tướng quân, Dương Phụng muốn bức thần vào chỗ chết. Nếu như Công Dương bị phá vỡ, thần cũng không có cách nào rút lui nguyên vẹn. Thần không muốn ở đây chờ chết. Ai lại nói những lời như vậy chứ? Văn Thúc, ngài ấy là quan của triều đình mới, không tin được. Có tin hay không là do ngươi. Công Tôn đã đi theo chúng ta, thì mọi người đều là huynh đệ, cùng ra vào sinh tử.
Các huynh đệ, vì quân Hán, ngày mai 13 người chúng ta nhất định phải giết hết. Giết hết. Giết hết. Giết, giết. Nhanh, nhanh. Thank you.
Các huynh đệ, vậy mà chúng ta đều xông ra ngoài rồi. Sảng khoái. Công tôn trước kia khi ra khỏi thành, ta đã trách nhầm huynh. Má gió tạ tội với huynh ở đây được chứ? Được rồi. Mọi người đã nghỉ ngơi xong chưa? Nghỉ ngơi xong rồi, xong rồi. Được rồi, chúng ta sẽ chia binh ở đây. Năm vị tướng quân Nhậm Quang, Lưu Long đến Yến Thành. Rõ. Những người còn lại cùng ta đến Định Lăng. Sau khi tập hợp quân cứu viện, sẽ hợp nhất ở ngoại thành Cung Dương. Rõ. Xuất phát. Tam ca. Không sao. Nhưng mà đại tư đồ thành Công Dương có kẻ đột phá dòng dây thoát ra, e là đi xin viện binh phải cẩn thận đề phòng mới được. Chẳng qua là mấy cái tên tiểu nhân lợi dụng kẻ hở của danh trại đại quân thiên triều ta chạy trốn thảm hại thôi. Đại tư đồ, từ đầu tên tặc thủ Vương Phụng trong quân phản tặc cũng không đáng lo nghĩ. Nhưng hai huynh đệ Lưu Diễn, Lưu Tú hiểu biết binh pháp, không thể khinh địch. Đặc biệt là tên Lưu Tú đó, khi hắn còn ở Thái Học Trường An, ta đã gặp qua mấy lần. Người này có cách nhìn độc đáo, gan dạ sáng suốt hơn người, không phải là hạng tầm thường. Nghiêm tướng quân, ta chỉ nghe nói ông và Lưu Lương của Thung Lãng quan hệ thân thiết. Chuyện này không ngờ rằng ông và tặc thủ Lưu Tú cũng từng quen biết. Chuyện này lúc đó hắn vẫn chỉ là một thái học sinh, mặt tướng chưa từng nghĩ đến hắn sẽ mưu phản. Chủ tướng Công Dương phải là Dương Phụng Dương Thường, Lưu Tú chỉ là một tướng nhỏ không đáng nhắc đến. Hơn nữa, binh lực của quân ta gấp 10 lần quân địch, chiếm lĩnh Công Dương chỉ một sớm một chiều. Không tồi. Trước mắt binh mã của mỗi châu quận đang ùn ùn không ngừng kéo đến. Ta đã lệnh các bộ vây quanh tứ phía, bày bố hàng trăm doanh trại. Ta phải đem thành Công Dương nhỏ bé bao vây chặt như nêm cối. Cho dù quân cứu viện của phản quân đến, cũng cho chúng cùng bị tiêu diệt dưới thành Công Dương. Đại tư không, thành Công Dương tuy nhỏ nhưng thành trì kiên cố. Nếu phản quân tử thủ giữ thành, chỉ e chúng ta nhất thời khó lòng chiếm đóng. Hơn nữa Nguyễn Thành kịch chiến lâu ngày, tướng thủ thành Sầm Bành đã thiếu binh cạn lương. Theo thiện ý mặt tướng nên sớm cứu viện phía trước, nội ứng ngoại hợp với Sầm Bành một đòn đánh bại chủ lực quân tặc Lưu Diễn. Đến lúc đó thành Côn Dương không đánh cũng tự bại. Nghiêm tướng quân, đại quân vừa đóng quân với thành Côn Dương, lẽ nào không đánh đường vòng? Ông vội vã đến Nguyễn Thành có phải là muốn báo thù trận Dục Dương không? Đại tư đồ, bệ hạ lệnh cho ta giải dây Quyển Thành, không cần thiết hao phí thời gian ở Công Dương. Đại tư đồ, xin ngài và đại tư không suy xét. Nghiêm tướng quân, bệ hạ không chỉ lệnh cho ta và đại tư không phải giải dây Quyển Thành, hơn cả là phải tiêu diệt quân tặc, chứng hưng sĩ khí tân quân ta, nâng cao quy phong thiên triều ta. Dựa vào trăm vạn binh hùng, 63 nhà mưu sĩ của ta, đến thành Công Dương nhỏ bé cũng không chiếm được. Há chẳng phải để người trên thiên hạ cười chê, làm bệ hạ xấu mặt sao? Đại tư không, ngài nói xem. Đại tư đồ nói chí phải. Nghiêm tướng quân, hoàn thành bố trí chư doanh, lập tức công thành. Rõ. Lưu tướng quân phá dòng dây đã mệt mỏi, xin hãy đến dịch quán nghỉ ngơi đi. Còn nghỉ ngơi gì nữa? Việc quân nguy cấp không thể lơi là khác nào. Ngài còn không mau phái binh chi viện Công Dương? Phụng Nhi, thành Công Dương nguy hiểm cận kề, buộc phải lập tức chi viện. Tướng quân chần chừ không phát binh là có chỗ khó gì? Lưu tướng quân, binh mã Định Lăng chúng tôi chỉ không có đến 5.000, đi cùng với các ngài về cứu Công Dương. Đi liều mạng với 42 vạn đại quân của Vương Mãn chính là đi vào chỗ chết. Vợ con gia sản của chúng tôi đều ở Định Lăng, cứu được thành quốc công ở bên đó, ngộ nhỡ Định Lăng thất thủ thì làm thế nào? Dương tướng quân,
Đại quân Tân Mãn sẽ không đánh đến Định Lăng. Dương tướng quân, mọi người tuy không cùng bộ, nhưng đều là quân Hán, tướng sĩ quân môi răng nương tựa. Nếu Công Dương thất thủ, Định Lăng cũng nhất định chẳng thể bảo toàn. Không phải là bốn tướng quân không muốn xuất binh, mà là cho dù ta đồng ý, sĩ tốt dưới quyền cũng không muốn thấy. Dung giấy còn sống tạm bợ, rõ ràng biết đánh không lại vẫn đi vào chỗ chết, đó chính là ngu xuẩn. Các huynh đệ, nếu hỏi tướng sĩ ở bên địch có bao nhiêu người, bốn tướng lẽ nào lại gạt họ hay sao? Theo ta thấy, chi bằng chia tài vật trước, trốn tránh chủ lực của quân Mãn, hoặc là ở phía nam quân Hán liên hợp công phá Uyển Thành, tìm Lưu Diễn tướng quân lập mưu kế khác, hà tất phải đi vào chỗ chết. Dương An, ông đừng quên, khi ấy lúc bệ hạ phong quan đã đặt cách đề bạt ông. Ông lúc đó công mang ơn đội nghĩa, giờ đây gặp phải chuyện ông lại tham sống sợ chết, trốn ở Đinh Lăng để làm rùa rụt cổ. Ông nghe rõ cho ta, đợi đại quân Mãn Dương đánh đến thành Định Lăng của ông, các ông không ai thoát nổi đâu. Vậy thì đợi quân Mãn đánh đến Định Lăng rồi hãy nói. Tóm lại, bốn tướng quân không thể xuất binh, mời các vị về cho ông. Ngươi sao, nói không lại liền động thủ à? Còn sợ các người không làm được ấy. Dương tướng quân, nếu như đánh bại đại quân Tân Mãn, các ngài nhận được không phải là chỉ có chút lễ vật trước mắt, kiến công lập nghiệp, ngài nghĩ kỹ rồi chứ? Lưu tướng quân, ngài đến bàn cứu binh chẳng qua là để trì hoãn quân mới, cho đại ca Lưu Diễn của ngài thêm một chút thời gian thôi. Sao ta lại phải đi làm tấm bia cho huynh đệ các người? Người muốn làm gì? Các người làm phản à? Một tên tiểu tử cũng dám uy hiếp bản tướng? Xông lên, người dám giết ta sao? Ai dám tiến lên một bước, tiến lên một bước, kết cục sẽ như hắn. Dương tướng quân kháng quân lệnh, đã bị xử theo chính pháp, ai dám phản kháng? Hắn chính là kết cục duy nhất. Mã Võ, Dương Bá, hai người đi lấy binh phù thủ thành, tiếp quản Đinh Lăng. Tỷ phu Quynh và Phùng Dị đến quân danh an ủi quân tướng, tránh nguy binh biến. Rõ. Đau không? Còn cố gượng được sao? Văn Thúc, Công Tôn, thành thủ Định Lăng không có quy lớn trong thành, mấy tên cầm đầu cúi đầu, những người còn lại nguyện theo chúng ta đến Cung Dương cứu viện. Vậy tốt rồi. Vết thương thế nào rồi? Miệng vết thương không sâu, nhưng không kịp thời xử lý, hơi sốt. Ta biết huynh là trụ cột của mọi người, nhưng cũng không thể liều mạng thế chứ. Ta cũng sợ nói ra để cho mọi người thêm phiền não, ngược lại còn làm dao động lòng quân không đáng ngại. Nào, mặc cái áo này lên. Đúng rồi, tình hình Yến Thành thế nào? Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Tướng thủ thành của Yến Thành Tạ Cung cũng coi như là trung thành, ta nghĩ chắc là không có vấn đề gì đâu. Yến Thành không lớn hơn Định Lăng bao nhiêu? Có bao nhiêu được chứ? 3-5 ngàn người cũng là tương đối rồi. Cho dù có triệu tập hết cố binh của Yến Thành và Định Lăng, cũng không đủ 1 vạn người. Côn Dương bị bao vây, quân thủ thành không thể không có thương vong, thêm vào nữa cũng không đủ 2 vạn người. Lấy 2 vạn đối với 42, chỉ đủ sờ một cái lông của Mãn Châu, có thể gọi là lấy trứng trọi đá. Cũng chưa chắc. Trận chiến Cự Lộc của Bá Dương và Hạng Vũ cũng là lấy 2 vạn thắng 40 vạn quân Tần, lấy ít đấu nhiều, chuyển bại thành thắng cũng không phải là không có khả năng. 2 vạn quân của Bá Dương và 2 vạn quân Sở Tinh Nhuệ, mấy người chúng ta không phải là chỉ là đám ô hợp sao? Đến lòng quân còn không vững. Không sao, trước khi chưa rõ thắng thua, chiến cục vẫn là khó lường. Cho dù chúng ta chỉ có 1 ngàn người cũng không được nhục chí, huống hồ 10 phần thì vây, 5 phần thì tấn công. Quân địch là công, chúng ta là thủ. Chỉ cần 1 vạn người của chúng ta có thể phân tán sự chú ý của bọn chúng, chúng ta có thể giải vây Cung Dương. Đúng vậy,
Có không đủ thế nào cũng vẫn có thể trì hoãn một lúc dài thêm một khắc. Bá Thăng đại ca có thể thêm một phần thắng. Đến lúc đó đợi quân ấy hạ yến thành chi viện Công Dương, chúng ta sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng mong là Công Dương có thể trụ đến ngày đó. Nhưng theo ta quan sát thì con người Dương Phụng hèn nhát, tham sống sợ chết. Ta thấy Công Dương khó thủ, không thể đợi Nhậm Quan nữa. Chúng ta phải nhanh chóng qua đó. Thành Quốc Công mãng quân tấn công liên tục, tên bay như mưa mấy giờ đồng hồ rồi, đến lấy nước cũng không đủ. Cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ không chống trụ nổi. Nhưng chuyện đến nước này chúng ta có cách gì chứ? Thành Quốc Công, Thành Quốc Công mau đến nghênh chiến, lão tử không trụ được nữa rồi. Tình hình bên ngoài thế nào rồi? Còn thế nào nữa? Thang mây xe hào như là trận chiến bánh xe vậy. May mà Văn Thúc trước khi xuất hành bảo chúng ta đề phòng quân địch đào hầm đảo công thành. May mà chặn lại rồi, nếu không nguy hiểm quá. Lưu Tú, chủ ý của cậu ta nhiều đấy, cũng không biết xong ra chưa. Đương nhiên xong ra rồi, nếu không quân địch đã sớm trối đến tiền tuyến để chúng ta đầu hàng rồi. Chúng ta nhất định phải ổn định. Cậu ấy sắp điều cứu binh đến rồi. Bên ngoài có 10 vạn người đang công thành. Cho dù cứu binh của Lưu Tú có đến, chúng ta cũng không thủ được, chi bằng đầu hàng cho rồi. Trương Mão, nói lại chữ đầu hàng xem nào. Lão tử chém. Vương Đường huynh đệ, Vương Đường huynh đệ. Trương Mão cũng là sợ huynh đệ thương vong nhiều, thương lượng một chút cần gì phải tức giận thế. Muốn hàng thì các người hàng đi. Ta chiến đấu đến cùng cũng tuyệt đối không đầu hàng. Huynh đệ, ra ngoài ứng chiến với ta. Thành Quốc Công, bọn họ có thể chết. Chúng ta không thể ngồi yên đợi chết được. Không được, ngộ nhỡ Lưu Tú mang binh về. Cho dù Lưu Tú mang binh về, có tấn công vào được không? Thành Quốc Công, chúng ta phải tính toán cho bản thân. Ta không đi, lại muốn phân tán à? Không phải là muốn phân tán nàng, nhưng chỉ có nàng mới làm được chuyện này. Trong lúc thành Công Dương bị bức đến cùng, bây giờ ta phải dẫn quân Định Lăng về cứu viện. Như vậy thì mới có thể cổ vũ sĩ khí của quân lính Công Dương. Còn bên Tân Giả có 5.000 người trợ giúp, hiện giờ chỉ có nàng mới có thể đi một chuyến đến Tân Giả cứu viện. Đưa ai đi đưa thư cũng thế, tại sao nhất định phải là ta? Trừ Âm gia nhà nàng, còn ai có thể thuyết phục được quan Tân Giả? Lệ Hoa, có nàng, đại ca nàng có thể sẽ giúp chúng ta. Bây giờ nếu đổi lại là người khác, sợ là đến gặp mặt còn khó. Sao huynh có lệnh bài của đại tư đồ? Cái này là năm đó Tử Lăng thuận tay lấy từ chỗ huynh ấy, đưa cho ta để phòng thân. Ta bây giờ giao lại cho nàng, ngộ nhỡ trên đường gặp tân quân, có thể ứng phó được. Trước đây cũng chưa từng nghe chuyện phải về Tân Giả xin cứu viện, gần đây mới quyết định à? Ta xem nào. Lệ Hoa, trước không nói là vì ta sợ ảnh hưởng đến lòng quân. Thật ra ta không chắc, chúng ta quá ít người, tình hình ở bên Tân Giả cũng không rõ. Nếu như ngộ nhỡ không có quân cứu viện, 5.000 người chẳng khác gì là dê đưa vào miệng hổ, chết chắc. Lệ Hoa, nàng phải biết, cho dù là hơn 1.000 người, chúng ta cũng được thêm vài phần cơ hội thắng. Hộ vệ môn khách Âm gia dù sao cũng được hơn 1.000 người, có lẽ là có thể cầu đại ca chi viện một chút cho tình thế nguy cấp. Được, ta đi. Nhưng mà quân phải hứa với ta, đợi ta điều quân về chúng ta cùng xông pha giết địch. Yên tâm đi, ta sẽ không dẫn 5.000 binh sĩ đi vào chỗ chết đâu. Ta sẽ đợi nàng ở bên ngoài thành Công Dương, đợi quân cứu viện của nàng qua, ta mới bắt đầu ứng phó. Quân sống ta sống, quân chết ta chết. Không được lừa ta.
Văn Thúc, thương thế huynh vẫn chưa hồi phục. Yên tâm đi, ta không sao. Tam tướng quân, tỷ tỷ ta đâu? Cô ấy đã về Tân Giả rồi. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Rồi, chúng ta lập tức khởi hành đến Côn Dương. Rõ. Không đợi tỷ tỷ à? Văn Thúc sợ Lệ Hoa gặp nguy hiểm, đi thôi. Ra cả đi. Cô nương,迎风展望。